Như anh có nghe nói cái vụ lùm xùm gì kênh cũ của em hợp tác tách ra hả? À, tại vì anh cũng mới làm đây á, thì anh cũng làm cũng có em út hỗ trợ. Dạ. Em nào có ngại chia sẻ không? Nếu mà không ngại chia sẻ thì có thể kể sơ qua cho anh để anh biết đường sau này còn tránh, để mình còn rút kinh nghiệm á, để có sự thỏa thuận từ ban đầu á. Dạ. Em thì cái đó cũng là bài học xương máu luôn. À. Là khi chia sẻ ở đây á cả nhà. Là không phải là để kéo anh Minh về phía mình hay là để có thêm những cái đồng minh gì hết. À. Thì em muốn nói ở đây là cái sự thật. Thì em sao em kể vậy thôi. À. Hello, chào mọi người nha. Hôm nay mình đi lên Sài Gòn, tiện thể ghé thằng em Võ Siêu Lộc. Nay dạ. Võ Siêu Lộc dẫn Minh Râu đi phố ẩm thực. Phố ẩm thực này nằm ở đâu Lộc vậy? Dạ, cái này gọi là phố ẩm thực Lương Nhữ Ngọc. À. Nguyễn Nhữ Lãm chứ. À. Nguyễn Nhữ Lãm, Lương Nhữ Ngọc là ở bên thằng quận 5. À, quận 5. Dạ. Đây còn gọi là phố ẩm thực phường 18, cũ anh, ở Tân Bình. Còn đây là đang là hiện tại là Tân Phú. À. Dạ. Và bây giờ mình với Võ Xuân Lộc cùng mọi người đi khám phá những cái món ăn ở phố ẩm thực này đi ha. Mỗi bây giờ là mỗi cửa hàng ở đây mình gọi một món. Ừ. Thì trung bình là cái bàn nó sẽ khoảng bao nhiêu món em? Chắc cỡ 10 món. Rồi. Đây vô là phải 20-30 món anh Minh. Mình ăn sao hết mà thôi, cái món này mình hảo hảo mình thích thì mình đúng rồi. Nhiều món lắm hả? Dạ, ở đây nhiều món lắm. Nhiều quá anh cũng hết lãng phí nó uổng đi. Dạ, em sẽ chỉ anh mình những cái quán nào mà nó chất tới đây. À, rồi ok. Cũng hay ra đây ăn với vợ em. Dạ. Ủa mà em không nghĩ là nhiều cái vậy. Nhiều lắm. Thôi hôm nay được mở mang tầm mắt mọi khi ở nhà bán rau không à. Nay gặp thằng em nó dẫn đi thôi. Anh em cùng mình đâu đi khám phá phố ẩm thực này nha. Ok. Thôi mình ơi. Rồi đi. Anh em mình cùng đi nha. Hôm nay làm phiền hai vợ chồng dẫn anh đi coi mở rộng tầm nhìn coi những đồ ăn đồ uống ở đây thế nào. Ở đây là món súp nè. Súp cua, ốc heo tiền. Gà ác rồi heo tùm lum đó ha. Dạ. Ở buổi chiều đấy thấy cũng đông ghê ra. Kem bơ. Bây giờ mình mua mỗi thứ một hai món xong mình ghé chỗ nào đó mình ngồi nai rai nằm ve. Mình sẽ ghé ở bên chỗ quán phá lấu mà em với vợ hay ăn nè. À rồi ok. Những kinh nghiệm tụi em thấy ở đây đều em hay ăn món nào em thử ghé vào mua một vài món. Là ở đây có một cái món mà hai vợ chồng em quay mà rất là thích ăn. Đó là món gỏi tôm thịt. Gỏi tôm thịt với chả giò chiên. Em nhớ cái quán đó không? Dạ. Nhưng mà đi lên trên quẹo qua thì mới tới. Rồi. Thôi giờ đường còn dài mình cứ đi vòng vòng mình coi tham quan các quán rồi mình ghé vào mình mua. Còn lại thì ốc heo nè, gà ác này kia thì nó rất là nhiều món luôn á cả nhà. Hôm nay mình đi thưởng thức thì mỗi món mình làm, mỗi quán mình làm miếng gọi là rồi cả ác há cảo đây có cả những cái món của người Hoa nữa ha. Dạ, đúng rồi. Đúng rồi, có cả bún mắm miền Tây nữa. Em với mình ăn súp cua không? Cái này là đối diện quán của mình. Kêu mấy chị đem qua. Người ta có đem phục vụ tận nơi luôn hả? Dạ dạ. Ở đây là người ta có này. Dạ súp. Chị em kêu qua bên kia được không? Bên nào? Dạ ngồi bên đó. Được. Dạ. Chị mang qua bên đó giúp em nha. Dạ. Ở đây thường mình có những cái món súp gì ta? Súp cua nè, rồi súp ốc nè. Ốc heo. Súp cua, súp ốc heo, súp cua bắc thảo. Có nhiều món quá không biết chọn món nào, thôi để cho phụ nữ chọn này. Lấy ớt thôi nhá, mua ớt thôi tại vì mình mua một thứ ớt ra ăn thử. Súp cua ốc heo bắc thảo nha. À ok. Dạ. Anh ăn súp cua. Em chọn gà ác. Rồi. Em kêu một phần ốc heo tiềm luôn. Ok, để ba này mình ăn ăn chung. Lấy em một súp cua ốc heo bắc thảo, một ốc heo tiềm nước bắc, rồi, một ba món tiềm nước bắc. Chén ốc heo rồi em là ớt. Tiêu ớt hả? Đấy thì đủ. Giờ mình kèm theo thêm món gì nữa ta? Ở đây có món bún mắm mà anh Minh ưa thích kìa. Bên kia đường. Bún mắm, rồi đi qua bên kia coi bún mắm thế nào nha. Ở bún mắm Thái. Chào chị. Dạ đây mình bán bún mắm gì vậy chị nhờ? À, giờ Lộc ăn món gì? Em ăn bún Thái đi. Bún Thái hả? Anh mình ăn bún mắm đi ha. Bún mắm. Làm mỗi thứ một tô.
ba tô. Đem nào đem qua quán bên cạnh được dùng em được không chị? Hai tô hả? Vậy làm cho em một cái bún mắm và một cái bún Thái. Ừ. Bún mắm ở đây là có. Dạ. Dạ đúng rồi, bên đâu bánh rau ở Biên Hòa đây. Dạ được ạ. Hôm nay đi thằng em nó dẫn đi gọi như là tham quan phố ẩm thực. Thấy bún mắm là thấy thèm thèm mà vô mua về sử dụng. Dạ. Dạ. Dạ qua bên hẹn với đưa bạn bên quán bên kia rồi, bây giờ qua bên đó giùm em. Dạ. Biết em trên mạng lâu chưa? Dạ biết lâu, biết hồi dịch đó. À hồi dịch hả? Dạ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Vâng dạ. Chị bán ở đây lâu chưa? Dạ em. À dạ dạ. Bún mắm ở đây là mình gồm có là heo quay nè, rồi mực. Rồi nghêu hả chị? Tôm. Rồi này nấu vị có đặc biệt là có cái nước mắm me này, rất là ngon. Làm hai tô hả chị ạ? Có mực, có heo quay. Hôm nay đi lên đây trải nghiệm ai giờ gặp fan. Rau sống đi. Rau sống đi chị. Dạ. Ở đây là mình có phục vụ mang đi đúng không chị? Có gì mang qua cái quán Phan Lấu bên cạnh này giùm em nhé. Rồi bao nhiêu tiền em gửi đúng không chị nhỉ? Hai tô. Bao nhiêu chị? 95.000. 95.000 à. Làm cho chẵn 100 đi chị. Thêm cộng rau phải diện được. Dạ 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 dạ. Là chị ơi. Dạ. Rồi chúc chị mua may mắn đắn nha. Em đi thưởng thức mỗi quán mua thôi khoảng một chút về anh em ngồi nhâm nhi thưởng thức. Là một buổi tiệc nhỏ vậy mình. Rồi cảm ơn chị. Tí nữa bê qua quán bên này giùm em nhé. Số 15 nha chị. Rồi giờ mình nhìn rất là nhiều món nặng muốn ăn hết mà bao tử mình chứa không nổi đâu. Gội đầu không cho nó tiêu không? Là ở đâu? Cổ vai gáy nữa. À đây có gội đầu hả? Mà này cho nam hay cho nữ? Dạ, nghĩa là nam thôi bị đuổi á. Không, chắc nữ không à. Này là nữ thôi, nam thì chắc đây không có. Chỗ ở đây bún mắm nhiều quá. Đây có quán người Hoa nữa em. Em ăn hủ tiếu xào không? Hủ tiếu xào của người Hoa. Cái này là anh chị trông. Dạ nha. Nhiều người nhờ anh Minh quá mình rồi. Bởi vì anh bây giờ trốn nợ khó lắm. Lâu lâu đi Tây Vịn nè mấy em. Thì em chỉ mình rẽ qua nhánh bên đây. À. Có món mà hai vợ chồng rất là thích. Bên phải nè. Đi qua đây là sẽ có món gỏi với chả giò. Cái gì con? Ủa chú ơi, con đi học phải không? Đúng rồi, có xin lọc. Đây là quán đi tới quán chè trước xong rồi mình mới tới cái quán gỏi của em. À quán chè không? Vô mua chè đi hen. Chè là nhiều loại chè hả cô? Còn chè gì cô? Chè hả? Chè đậu, chè môn, chè sọn. Cô còn nấu nữa nhưng đang nấu nào đẩy lên đó. Cô bán ở đây là lâu năm chưa ạ? 50 năm. Từ trưa sáng tới. Dạ dạ. Cái này là chè nếp hả cô? Chè đậu. Chè đậu à? Ừ. Chè môn. Khoai thơm ghê. Khoai môn này là cái khoai sọ khoai gì mình nấu chè không ta? Không phải. Gọi là khoai cao. Khoai cao hả? Đúng rồi, khoai cao nó có màu tím ở trong, còn có loại màu vàng á là người ta nấu, đúng rồi, khoai sáp là nấu lẩu bò này kia. Đúng rồi, mình bánh rau đâu ra nhiều lúc mình vẫn bị nhầm lẫn mấy loại khoai. Nhưng mà mấy cái ly ở trong kia là cô làm sẵn kìa anh Minh. À, trong này là có sẵn mấy cái ly hả? Có ly làm sẵn. Nhà ly đó. Em chọn ly nào? Cô ở đây mình có chè Thái không cô? Có chứ, chị lên hàng sẵn hả? Lấy một ly chè Thái. Anh nắng gì? Anh Minh nắng gì anh Minh? Anh á, anh chè môn này đi. Anh đây. Đem đi đưa coi. Đem đi bỏ vào mang đi mà. Cái gì à? Bơ. Ngô thêm caramel anh chè gì? Diễn được hả? Caramel diễn được. Thái. Dạ hai Thái, một xăm bổ lượng, một cái chè nếp.
nhà bếp của anh Minh. Anh ăn xăm bổ lượng. Ủa, vậy là cái anh cameraman của mình. Thằng đấy dễ lắm, gì nó cũng được hết á. Cô bán ở đây thường tối mấy giờ mới nghỉ con? 12 giờ khuya hả? Phố đêm. Dạ. Tô mít tô sầu riêng nữa kìa. Cô còn sôi chè Thái luôn thì hay. Cô còn sôi giò, chè lá ba, chè Thái. Chú chân nữa, cô còn bán. Dạ. Dạ. Dạ, có gì chị làm dùm em qua em order cái gỏi cái em lên rồi em lấy nha. Gì tí nữa em quay lại nãy nha. Dạ. Lấy em quay lại. Ba Thái. Dạ, cái này nằm đại đa dạng hả? Mà nhắc tới cái chả giò bên đây thì em thèm quá. Kiểu như những cái chả giò đây giống như là người ta gói trong những cái đám giỗ anh. Chiên đám giỗ này kia đó. Thôi giờ tới quán gỏi rồi. Tới quán gỏi nuôi. Anh em mình vô mình coi quán gỏi có những món gì à. À, hello chị. Chào chị. Dạ. Nay em có ông anh ở Biên Hòa lên đây đang thèm mấy món mà kiểu như gỏi này kia. Dạ. Ủng hộ quán em. Đây là chị bán ở địa chỉ số mấy? 16-35 Nguyễn Như Lãm. Ở đây mình có những món gọi gì chị nha? Dạ gọi có sen trộn tay heo với tôm á anh. Chắc mình làm một phần gỏi gỏi ngó sen phần lớn đi. Nến vừa thôi, đừng nến quá, nãy giờ kêu cũng nhiều món á. Lớn rồi. Vừa. Dạ. Nến là vừa. Dạ. để gửi. Để em gửi cho. Ủa anh này, ao trẻ hả? Không, bỏ hộp đi rồi tụi anh đem ra ngoài kia, tụi anh kêu con nhiều. Số pha lấu. Pha lấu 15 á. Em ngồi đó em quay á. Vậy anh đứng lên em được. Dạ. Nếu em còn đi đánh một vòng nữa em xuống dưới đây để mình chọn số 15 hả? 15 pha lấu. Đi ra ngoài đường này quẹo xuống khoảng tầm hai vài chục mét rồi thấy. Trái xuống đây đúng không? Quán là bên phải á, nhưng mà đúng rồi. Dạ. Lấy mình bánh phòng luôn thôi. Đối diện với xe bột không dài hả? Không có để ý đó. Đối diện với quán súp cua. Đối diện quán súp cua. Dạ. 200. Có cái nào 50 không? Dạ. Có cái nào 50 không? Anh này. Gửi là chị. Rồi ok. Cảm ơn anh nha. Rồi ok. Có gì tí nữa em. Đây là quy trình lúc chị chủ đang bóp gỏi cho khách đây. Tay chị rất là cẩn thận, đeo bao tay đồng hoàng nhé. Này có chai nước mắm nè, rồi đồ gia vị. Cóc. Một cái chả giò này là bán bao nhiêu một cuốn? 7.000 cuốn. Cho em thử một cuốn ở đây cho ông anh ông thử nha. Đây em múc miếng nước mắm cho anh chấm một ngày. Ăn ở đây luôn nó mới ngon anh. Không. Anh có cuốn cao luôn không? Thôi chắc không cần đâu. Cầm thử rồi. Phải coi nó độ giòn như thế này. Rồi, đây là chả giò hả? Mình thưởng thức thử coi nó có gì khác biệt không ta? Sao? Anh cho đánh giá lấy điểm nha. Nên mình bán mấy ngàn cái nhỉ? Dạ 7.000. 7.000. Dạ. Ngon. Lúc mới chiên ra kìa. Còn đã. Rồi em bán hết rồi đó, còn mấy cuốn hết đó. Ngon anh em ạ. Chả giò khá ngon, món gỏi chưa biết, món gỏi tí thưởng thức mới biết được. Tôm mình thấy rất là tươi đúng không? Dạ. Tôm chợ bình điện. Tôm là không, em là mua tôm sú, tôm sống luôn đó. Vậy luộc. Không, anh nghĩ là sau em đổi tôm đi. Em mua tôm hùm Alaska nằm gỏi. Rồi, anh gửi cho nó món. Làm xong cái gỏi đó chắc lên cả triệu bạc á. Gỏi mắt chắc là phù phong thực. Ha. Tôm rất là tươi. Rồi nếu mà thay bằng tôm Alaska thì ngon hơn, mình giá này. Bảo gặp ông anh vui tính đầy nội quá không? Mang qua giúp em nha. Mang lên đầu đường. Dạ. Nhiều bình thường có làm có nhiều vậy ông em? Dạ bình thường em bán là vậy đó. Nhiều quá. Còn tô 4 sao chưa? Suất này là 150 mà thấy rất là nhiều, khá nhiều. Này là 4 người là thêm thùng bia ăn hết á. Rồi. Rồi.
đi lên mình lấy chè luôn anh Minh ơi, xong rồi mình đi ra luôn. Này em gửi tiền rồi hả? Dạ. Rồi. Hôm nay đi nọc nó toàn dành trả tiền đúng không ạ? Kiểu này chắc anh phải lên đây thường xuyên quá. Em với vợ em lên đây đón anh Minh khách quý mà. Nói chỉ khoảng tầm tháng 2 tháng nên là được tuần nào cũng lên, mai cũng về nhà chửi nữa. Chửi không em? Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Rồi, giờ nãy giờ mình cũng mua vài món rồi, giờ mình chọn thêm 1-2 món nữa đi ha. Dạ, dạ. Nhiều quá mình ăn không hết, nó lãng phí đi. Em đi với em, với vợ em thì anh Minh đừng lo lãng phí. Hả? Tụi em mới đội dọn dẹp. Ok, ok. Ở đây anh Minh thì em muốn mình xuống đây có một quán cơm gà số mỡ anh Minh. À, cơm gà số mỡ. Bán em thấy cái khẩu vị cũng ok lắm á. Dạ, ở dưới đây nè. À, rồi bây giờ mình đi. Mình đến quán đấy coi thế nào nhá. Cơm gà xôi mỡ. Xôi mỡ. Quán Di Linh. 30k. 30k một phần. À 30k một phần. Ừ. Giá này là giá rất là bình dân so với cái đất Sài Gòn này, là giá rất là bình dân rồi đó. Em mình ăn một cốc tư cũng được. Không. Hay là ăn tùy theo cái mức mình muốn ăn thanh. À. Dạ. Em ăn một cốc tư. Cho là phần nhỏ. Ừ. Đây tới quán cơm gà xôi mỡ. Ở đây có rất là tinh ý nha. Quay cái đầu gà vô trong. thấy gà rồi đồ quá trời. Thôi giờ mình vô mình kêu 1-2 phần đi ha. Dạ dạ. Đầu gà. Nó có giá là 55 cũng có, 35 cũng có, 30 cũng có. Em chị mang qua số 15 giùm em với. 15 ở Nguyễn Như Lãm luôn nè, chỗ bán phá lấu á. Bên tay. Dạ bên tay mặt á. Dạ. Dạ. Có gì quán súp súp cua rồi gà ác á chị. Số 15 á. Đúng rồi, nãy giờ đi nhiều quán kêu nhiều món rồi, kêu ít thưởng thức thôi, nhiều quá. Dạ. Vậy cho em cho anh là một cái đùi nhỏ, một cái má đùi. Ở đây là mình bán khung giờ từ mấy giờ tới mấy giờ em? Dạ mình từ 10 giờ tới 11 giờ tối. À 10 giờ tới 11 giờ tối là anh Minh. Cái này mình có dịch vụ ship tận nơi không? Bà có đây. Bán qua app không chị? Dạ có bán. Dạ. Có qua app luôn hả? Tên Duy Linh luôn hả chị? Duy Linh. À ok cả nhà. Dạ thôi chút nữa em mang qua kia giùm anh nha. Dạ. Rồi bao nhiêu tiền gửi luôn? Để đi xuống dưới rồi nhà kia giao luôn anh nhận. À rồi bây giờ thấy có cả bình nước gọi như là công cộng cho mọi người uống luôn. Nãy đi lòng vòng rồi khát nước quá mình trải nghiệm luôn. Khát nước đúng rồi. Mình thì thôi ăn uống trà đá là hảo nhất. Ăn bánh rau biết là trà sữa trà trái cây thì em alo cái là bạn em ship qua tới nơi. Thôi khỏi nãy gần đây. Nãy quán cho em uống rồi. Thôi hiện tại là cũng tương đối nhiều món rồi đó anh Minh. Thì mình đi bộ về đó rồi tiêu cái là mình cùng vô đúng rồi. Vô ăn những cái món ăn mà mình đã gọi nãy giờ nha. Rồi ok. Vậy thôi. Nay được vợ chồng em đọc dẫn đến gặp chủ quán phá lấu hả? Nhìn rất là hấp dẫn, ăn chắc có thể hấp dẫn hơn á. Phá lấu này mình thường có những làm những cái vật liệu gì chị nhỉ? Về lòng bò là có thăng long nè. Dạ. Sau một vòng nãy vợ chồng Võ Sư Nộc dẫn mình đầu đi một vòng phố ẩm thực này, cũng mua mọi thứ mua ớt rồi. Giờ ghé cái quán này, quán người quen của em nào phải không? Hôm nay tới đây anh Minh thấy cái phá lấu mà chị Trưng đẹp không? Đẹp quá trời đẹp, nhìn hấp dẫn đó, trời hấp dẫn, nhìn nó có phèo này, rồi bò này, tổ ong hay gọi là giả sắt đúng không? Quá trời, thôi giờ mình làm thêm món phá lấu nữa rồi anh em mình ra bàn mình ngồi mình thưởng thức. Anh Minh thích ăn phá lấu mà mì hay là phá lấu bánh mì? Cái gì cũng được, thì bánh mì thì cũng được. Dạ. Rồi chị có bán cả há cạo hay gì nữa hả? Bánh bèo á. Dạ. Vậy làm mỗi thứ một chút đi ha.
rồi dạ, dạ, cho anh Minh gọi là một cái phần phá lấu, phá lấu bánh mì, phá lấu bánh mì, nhưng mà làm cho em cái phần đó là bằng bỏ vô cái tô cho em đi. Dạ, rồi một phần há cảo, đúng rồi, há một cảo, phần gỏi cuốn. Tại mình ngồi quay quán chị nên mình cũng muốn giới thiệu nhiều món đúng không anh Minh? Đồ ok ok, đồ ok, và nằm mọi thứ mới nha. Ngày trước đi chị, ba món đi. Em ăn nhiều quá là hết đồ ăn của chị á. chị chủ rất là vui tính rồi, dạ, dạ. Nói chung một món bên chị là giá bao nhiêu chị? Giá bao nhiêu? Nếu mà chén phá lấu với bánh mì là 30, còn bị gói là 35. Gói là 35. Gói thì 30 ngàn một dĩa. Em lại vợ em thích ăn cái béo béo ở đây á. Cái nước phá lấu của bên chị á nó béo béo, nước cốt dừa á chứ. Nhìn là thấy là có cốt dừa cà ri này kia đó không? Nhìn hấp dẫn. Em khi ăn ở đây á thì em thường gọi là món gì? Thường em gọi đây là mì phá lấu. Rồi em muốn ăn thêm phần mì phá lấu nữa hả? Nhưng mà hôm nay thì nhiều đồ ăn quá cho nên em gọi một phần phá lấu không. Đúng rồi. Em không lấy mì phá lấu giống nãy á. Phá lấu giống nãy làm em một cái tô phá lấu lớn vậy đó. Dạ rồi, bây giờ anh em mình vô thôi anh Minh ơi. Ok ok, vô. Đồ ăn quá chứ nhiều rồi. Rồi bây giờ bắt đầu anh em mình thưởng thức để giải quyết những cái món ăn này. Còn nó là như thế nào? Còn đây là món há cảo của phong cách người Hoa làm đây. Đây là món gọi như là phá lấu. Phá lấu. Đây là món gọi là bún mắm. Bún mắm Thái và bún mắm miền Tây. Đây là cơm gà xối mỡ nha mọi người. Còn đây là gà ác hả? Gà ác tiềm thuốc bắc. Rồi ốc heo tiềm thuốc bắc. Gỏi cuốn. Dạ. Rồi gỏi ngó sen, tôm hùm Alaska, tai heo, rồi súp cua, rồi chè, rồi sâm bổ đường, các loại thức uống. Tình hình hôm nay là say mồi anh em ạ, say mồi thôi chứ. Thôi mời mọi người cùng thưởng thức nhé. Dạ, ok. Ok. Phá lấu trước của quán đi ha. Dạ. Tô của nọc đâu đưa ăn sớt ra. Mời anh em cùng thưởng thức với bọn mình nha. Hôm nay được vợ chồng bà cô chú và quản viên Ngọc về rất là nhiệt tình. Đây chén của vợ nào đâu? Rồi mình lấy vẻ hết rồi, mình lấy vẻ rồi. Anh mình rồi. Anh không được nhiều đâu. Thôi được rồi. Còn chừa lại anh giải quyết để anh ăn mỗi thứ mới ít chứ anh mà ăn nhiều thứ quá ăn không hết. Rồi mời mọi người nhá. Thôi cái này mình làm chọn luôn cái tô này luôn. Cái này mình phải chấm với mắm me. Mắm me. Đâu mắm me ăn với lại bún mắm đúng không? Phá lấu đúng không? Thôi mời mọi người nhé. Ăn nấu này là có cả bò, dạ sắt bò nữa. Béo không? Mềm không? Mềm. Quá mềm luôn. Cái nước sốt của nó. Đậm đà. Bò á người ta hầm rất là mềm, rất là ngon anh em ạ. Theo kinh nghiệm ăn của em á anh thì con bò này là con bò đực. Sao biết bò đực hay vậy? Tại vì em nhìn cái vào cái khăn lông của nó nè. Nó có vẻ là nó thấp hơn, nó không có dài như là khăn lông của bò cái. Bò cái đâu nó dài hơn. Bò cái là lông nó dài hơn. Và cái độ dày này nữa nè, bò đực nó theo kiểu là nó hoạt động mà nó nhiều á, nó hay đứng trên hai chân á. Thì cái này nó bị siết lại, nó bị ép lại, nó bị dày. Hôm nay mới biết được phân biệt. Ngon đấy mà. Mấy điểm anh Linh? Nắng được 8 điểm á. Nước sốt ngon. Chắc là anh Minh rất là thương quá cũng nhờ giúp cho những quán ăn ở nhà, 8 rưỡi luôn rồi. Nước sốt này á, mà chấm với bánh mì hoặc là ăn với lại mì cực kỳ ngon luôn á. Mà cái nước dùng ở đây béo hả anh Minh? Này nó có như cốt dừa này, rồi cà ri này kia đó, ăn rất là béo vậy. Không một món, thế nào? Đây mình ơi, ta mình là không bún mắm này món anh mình thích nè.
Nhưng mà anh ăn mỗi thứ mỗi ớt thôi, nhiều quá ăn không hết. Bây giờ anh xin phép sớt cho anh trước nhá. Rồi tới xử cái bún mắm đi. Em với vợ em sẽ ăn cái bún Thái. Nhưng mà cái này anh ăn không thể hết được. Anh ăn mỗi thứ mỗi ớt thôi. Dứt ra một miếng anh. Xong cái là mình thay đổi cho nhau. Đúng rồi. Này có bún đó. Bún mắm này mình cho thêm miếng nước chấm me này. Nó chua chua. Em sẽ từng người ăn bún nhiều để dành đồ ăn cho vợ em. Tại vợ em ăn bún nhiều quá vợ em sẽ bị no. Này có heo quay này mà. Mật. Cái nước như thế nào anh Minh? Cái nước bún mắm nước, ok. Nước bún mắm với mình tay ngon. Mực rất là tươi. Mực nào? Cái series mà anh Minh quay ở các chợ đầu mối á anh Minh. Đó là mình phải dậy rất là sớm luôn đó nha. 1-2 giờ là phải dậy rồi. Có hôm đi từ 11 giờ đêm lên chợ Bình Điền. Đúng rồi. Thấy bữa nào? Bữa nào đi chợ Bình Điền anh Minh nấu em đi. Ok. Đi nhau trên đó rồi. Đi ở đó. Với em ít lên chợ Bình Điền lắm. Em chưa lên lần nào luôn. Em cũng không biết là nó quay sao. Chợ Bình Điền á, ra đấy rộng lớn lắm. Ra đấy mà không có người quen mà dẫn đi là nặng nỗi, không biết đi đường là nô nào đó. Dạ đúng. Nó nhiều lắm. Khu rau, củ quả, rồi khu heo, rồi khu hải sản, khu cá, khu tôm. Rộng mênh mông luôn. Rồi hôm anh đi được cái người ta nhận ra nhiều, mà người ta chỉ đường nó không bị nạt được. Em lên đó thì chắc là em ít người nhận ra như anh Minh rồi. Bữa nào mình làm cái series mà vô khu ẩm thực trong đó ăn thử nha. Dạ, đúng rồi. Nhiều lắm, đồ đó là vô đấy là cá mắm rồi đồ hải sản bao na. Nhiều lắm. Cái bún lái bên đây á cả nhà là cái vị rất là dịu. Ăn nó hơi chua chua thôi chứ nó không có tới mức mà khiến cho mình cảm giác là nó lạc khỏi cái vị mà Thái cả nhà. Nhưng mà vị ở đây thì em nghĩ là ba miền Trung, miền Bắc hay miền Nam đều ăn được. Nhưng mà nó sẽ thêm một xíu về cái vị ngọt. Võ Xuân Lộc ăn phụ ăn mà cái món này nha. Ăn thì cũng ăn tốt lắm nhưng mà ăn không được nhiều đâu. Đây là quả ớt này, mình đâu hay bán nè. Ớt này gọi là mình đừng có lấy em nhiều. Còn này là tôm nè, tôm hùm Alaska nhập ở chợ Bình Điền. Tôm không giống. Không giống. Mình lấy em nhiều vậy thì em ăn bị ngon á. Ráng ớt coi món heo quay này phải chừa lại cho cái đó. Món heo quay này ăn hảo hơn. Mình khôn ghê ha. Đâu anh Minh vẫn chia heo quay bên đây 2 miếng. Rồi, anh phụ anh nha. Rồi, em ơi, cái ớt này chắc là sẽ sang sẻ với em nha. Tại vì vợ của em là khoái món này lắm anh ơi. Không, em chịu khó ăn ớt nhiều rồi đi, ăn ớt nhiều bổ ớt mà. Ớt bổ ớt. Đúng rồi. Cảm ơn mình chỉ em cái mẹo này. Thôi mời cả nhà nha. Thường là đi ăn cả nhà ơi. Con tôm mà ăn ở trên bàn á nó sẽ có hai loại tôm, tuy là nó bán cùng một quán. Đố anh Minh là con tôm mà cho miếng ớt đi em trai. Sao em? Đố anh Minh là con tôm này với con tôm vợ em mới ăn xong á, con nào ngon hơn? Hai con chắc ngon bằng nhau á. Không ngon. Con này ngon hơn nè. Sao biết là ngon hơn ta? Con này nó được lột vỏ rồi. Trời ơi. Em mà phải dành em phần ngon em. Đúng rồi, phụ nữ được ưu tiên đúng không? Dạ. Bún mắm này ok nha Minh. Ngon mà. Nước nèo vị rất là ok đó. Cái cả người ta cắt dày á, ăn vào. Nãy ăn ghé bún mắm, cái chị ở ngoài làm thì không biết, cái chị ở trong á. Anh có ăn mà mình bán rau không? Bà sao biết hay vậy bà? hay coi trên mạng. Bà coi lâu chưa? Bà coi từ hồi dịch, mùa dịch chưa? Gửi lời chúc đến quán bún mắm miền Tây và bún mắm Thái đúng không? Rất là ngon. Nay nên rất là cảm ơn người chồng em nhé. Dẫn anh đi thưởng thức rất là nhiều món. Và anh thì thời gian gần đây anh cũng có coi trên YouTube, anh cũng tập tành làm YouTube. Thì anh cũng có coi kênh của em và một số kênh.
Như anh có nghe nói cái vụ lùm xùm gì kênh cũ của em hợp tác tách ra hả? À, tại vì anh cũng mới làm đây á, thì anh cũng làm cũng có em út hỗ trợ. Yeah. Em nào có ngại chia sẻ không? Nếu mà không ngại chia sẻ thì có thể kể sơ qua cho anh để anh biết đường sau này còn tránh, để mình còn rút kinh nghiệm á, để có sự thỏa thuận từ ban đầu á. Yeah. Em thì cái đó cũng là bài học xương máu luôn. À. Là khi chia sẻ ở đây á cả nhà. Là không phải là để kéo anh Minh về phía mình hay là để có thêm những cái đồng minh gì hết. À. Thì em muốn nói ở đây là cái sự thật. Thì em sao em kể vậy thôi. À. Cũng sự việc cũng đã qua rồi nhưng mà anh Minh cũng muốn chia sẻ, cũng muốn tâm sự để anh Minh cũng rút kinh nghiệm cho bản thân. À, đúng rồi, đúng rồi. Em, chia sẻ ngắn gọn là về làm ăn dù anh em với nhau đi. Thì nghĩ là phải minh bạch. Đúng rồi. Và anh em mình thì nhiều khi mình làm theo cái lòng thương người á. À. Dùng cái tình cảm nhiều quá. Ừ. Thì khi mà đặt tình cảm vậy thì mình cái lý trí của mình sẽ không có đặt nặng anh. Ừ. Thì người ta sẽ lợi dụng vô cái tình thương đó để người ta che giấu những cái mà người ta lấp liếm, những cái mà người ta muốn lợi dụng cái tình thương của mình. Rồi cuối cùng là mình là người chịu thiệt thòi. Ví dụ đây là làm 4-5 năm á, à. Cái doanh thu của YouTube thì nó cũng là một cái số tiền nó tương đối là lớn đó. Anh nghe nói cái kênh đó là thấy cũng lượt xúc cũng nhiều lắm rồi đúng không? Dạ, 500 mấy chục ngàn á. À. Dạ. Thì có nhiều bạn thì bạn nói là tại sao đưa cái đó lên mạng mà không có nghĩ tới tình anh em. À. Cả nhà cũng hiểu là khi mà một người sống vì tình anh em vậy mà người ta đòi đưa luật sư vô giải quyết câu chuyện đó thì em thấy là nó quá tệ. À. Nên em mới quyết định là em nói sự thật ra cho mọi người hiểu. À. Thì nhân đây thì giống như là có anh Minh này thì em nghĩ là làm gì cũng vậy, mình nên có cái hợp đồng. Đúng rồi, hợp đồng thỏa thuận thống nhất từ ban đầu. Thống nhất. Để khi mà có lâu dài mà người ta muốn trở mặt cái gì thì người ta có cái hợp đồng đó. Nà, có thể nói với người ta như thế nào. Đúng rồi. Còn đây thì em tuy em không có hợp đồng nhưng mà thỏa thuận miệng thì có cái đoạn ghi âm này kia em đã thống nhất là 20% trong cái tổng của 100% đó. Là đã trừ hết chi phí này kia ra thì nó gọi là lợi nhuận. Không phải là em đòi ăn trong cái tổng đó luôn. À. Đó thì nhiều người đang nghĩ là em đòi 4-6 hay là em đòi 5 năm. À. Thực chất là em chỉ mong muốn con số của em là 20 thôi. Ồ, nói chung là 20 đó thì em còn không nhận đủ. Rồi người ta có chia cho em đủ 20% không? Dạ không. Ủa 20% là con số ít mà ta. À. Dạ, ý là 20% trong đó thì đối với em là em cảm thấy đủ rồi. À. Nhưng mà đối với người ta thì con số đó khi mà người ta đã đầu tư vô nhà, vô xe, vô đất thì cái số tiền đó người ta nói là cái số tiền mà người ta đã đầu tư là không thể lấy lại được. À, nhưng mà bây giờ người ta phải đầu tư nó thuộc tài sản của người ta phải bằng một cách nào đó, nếu mà uy tín thì người ta phải nhấn cái phần đó cho em chứ. À. Người ta có đáp ứng cho em chưa? Dạ không. Không, bây giờ rồi cũng buồn nha. Câu chuyện ở đây là đang giải quyết theo hướng pháp lý. À. Và em thấy là hướng này thì nó không phải là một ngày hai. Anh đúng rồi, đúng rồi. Ví dụ mình làm thì luật sư rồi làm này cũng phải là ra từng cái phương án để mình đi như thế nào. Nhưng mà em chỉ mong muốn cái gần nhất á là việc sử dụng hình ảnh của mình trên kênh đó thì phải được chấm dứt lại. À, hiểu rồi. Tại em nói sơ là ví dụ như khi mà hình ảnh của mình vẫn kiếm được thu nhập cho người ta thì nhiệm vụ của người ta thì phải chi trả cái khoản tiền đó cho cái người mà đang sử dụng hình ảnh. Nhưng mà thỏa thuận hai bên không đáp ứng được với nhau thì mình xin phép là ngưng hợp tác. Và cái hình ảnh đó nó không còn phát sinh cái lợi nhuận nữa thì nó mới là đúng cái yêu cầu của em hiện tại. Còn cái số tiền đó thì em cảm giác là em cũng rất là khó để lấy lại rồi. Nói chung là lấy này càng tốt, không lấy này thì coi như là tâm lý mình đã chuẩn bị ra. À thôi bây giờ mình bắt đầu lại một cái kênh mới, mình đi lại từ đầu. Nói chung là anh thì cũng mới bắt đầu làm YouTube chắc được khoảng hơn 2 tháng nay thôi. Có thằng em nó hỗ trợ thì anh em cũng thống nhất với nhau là kêu chi phí làm sao đó. Rồi nói chung từ xưa giờ anh cũng không có kiếm tiền từ YouTube. Mà bây giờ có thì nó càng tốt đúng không cộng đồng mạng.
Đó thì nói chung là em Búc nó hỗ trợ mình thì mình không thể để tụi nó thiệt được. Nói chung như vậy thôi. Hồi hôm nay em cũng thực tế là cái câu chuyện mà anh nghe trên mạng cũng lâu lắm rồi, mà em cũng ghé ăn rồi, ăn tiếp xúc, ăn cảm nhận, ăn gì cảm nhận ban đầu ấy nhá. Là em mà cũng là tiếp người, không biết anh có chính xác hay không, mà anh cảm nhận là tiếp người khá ok, đâm ra ăn rất là quý. Chứ không phải ai mời anh đi quay chung anh cũng đi đâu. Dạ đúng. Thiệt mà anh tiếp người không phải chặn nhá, mọi người thông cảm mình đâu phải chặn đâu, nhưng mà bán rau này đường có cái giá của bán rau này đường chứ anh em có nhận đâu. Chứ phải ai mình đâu cũng nhận lời đi quay đâu. Nếu mà mình đâu ai cũng nhận lời đi quay chắc có lẽ giờ chắc rất là nhiều thôi. Nếu, chuyện... cái chuyện nào thì nó qua rồi thì mình cũng để cho nó qua. Đúng rồi. Nhưng mà cái kết quả của cái câu chuyện đó thì nó vẫn chưa có được giải bày với những người mà đang theo dõi anh. Nhân đây anh Minh nói thì em cũng xin phép trình bày là giai đoạn mà mình đang làm á là giai đoạn về pháp lý rồi. Nó còn không có phải là lên trên mạng để mình nói cái đó để mình câu view này kia. Dạ, thì mình cũng hiểu được cái đó thì mình tâm sự vậy thì em rất là hiểu được mở lòng á mình. Em thấy nó rất là vui. Giờ mình vui rồi mình ăn tiếp anh Minh ơi. Rồi ok, nói chung là chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi. Mình tiền mà nó mất rồi thì mình kiếm lại cũng được không sao. Nói chung là anh em mất rồi thì mới có kiếm lại đúng không? Đúng rồi, chính xác. Thôi cộng đồng mạng anh em có theo dõi kênh thì có gì góp ý cho Minh Râu và Võ Xuân Lộc và mọi người nhé, để có thêm gọi như là trải nghiệm mà có thêm ý kiến góc nhìn đa chiều. Nha. Minh ơi, mời anh lên cái ốc này. À vậy đợi anh xíu để anh ăn nuôi cái này á. Để anh ăn nuôi anh ạ. Mời em nha. Ngon quá. Công nhận những cái món ăn ở đây mình món nào mình cảm giác nó cũng dễ ăn anh Minh ha. Nó là dân dã và ngon miệng. Giá cả rất là bình dân nha anh em nha. Giá cả rất là bình dân. Anh em có dịp thưởng thức phố ẩm thực Nguyễn Nhữ Lãm. Nguyễn Nhữ Lãm. Phường 10 lúc trước gọi là phường 18. Nhưng mà bây giờ thuộc là phường Phú Thọ Hòa. Đây em mời anh cameraman của anh Minh nha, một cái đùi. Rồi cameraman của mình một cái đùi. Rồi video thì cũng tương đối dài rồi nhá. Anh em xem video nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh cho Minh Râu và kênh của Võ Xuân Lộc nhá. Giờ Minh Râu xin phép kết thúc video ở đây để cho cameraman nó ngồi nó cầm máy quay nãy giờ đồ nó cứ chạy nhất mép đấy, tội nghiệp lắm. Tội nghiệp lắm. Nhá. Chào anh em nhá. Anh em xem kênh nhớ đăng ký ủng hộ kênh Minh Râu nhá. Tí nữa Minh Râu xong ở đây là Minh Râu này về Biên Hòa rồi sáng mai này tiếp tục công việc bán rau bình thường. Làm clip là mày phải làm chứ anh bắt anh làm đâu được. Anh có biết làm đâu mà. Cameraman thì nó phải làm cho Minh Râu chứ Minh Râu đâu có biết làm đâu. Rồi chào anh em nhá. Bye bye. Rồi.